Lý do Tim tuyên bố sốc, tôi không muốn nhắc đến Trương Quỳnh Anh. Tim và Trương Quỳnh Anh từng là cặp đôi hot nhất nhì của làng giải trí. Quá khứ họ đã vượt qua không ít sóng gió, bỏ ngoài tai sự ngăn cản của bố mẹ để đến với nhau. Song bao khó khăn, năm 2018 cả hai tuyên bố đường ai nấy đi khiến khán giả bất ngờ. Sau khi ly hôn, Tim vướng ồn ào tình cảm cùng nữ diễn viên Đàm Phương Linh. Thế nhưng cả hai đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận và cho biết đó chỉ là công việc cả hai hợp tác nên có đi chung gặp gỡ. Về phía Trương Quỳnh Anh, cô tham gia nhiều hoạt động showbiz hơn, kinh doanh riêng và cuộc sống khá dư dả. Hiện cô sống một mình và dành toàn bộ thời gian chăm sóc con trai và công việc. Trước đó, Trương Quỳnh Anh thừa nhận cô có mở lòng nhưng không có ai phù hợp. Tôi có đi chơi vài lần với một số đối tượng nhưng không thích. Có người đồng nghiệp cũng thích tôi 7 năm nay nhưng mình không thể rung động được. Cảm xúc trong mình rất mạnh lắm. Nếu cảm thấy không bắt sống được nhau, tôi sẽ dừng lại, cô chia sẻ. Trong bài phỏng vấn mới đây, ca sĩ Tim cho hay sau khi ly hôn Trương Quỳnh anh chưa từng công bố bản thân đang yêu ai hay có tình cảm với ai, tất cả đều do mọi người đồn đoán. Tôi chưa chính thức công bố hẹn hò với ai, hiện tại tôi tập trung vào phim ảnh, một bộ phim dài 100 tập chuẩn bị công chiếu, đó là Người yêu của tôi, Tim bộc bạch. Khi được hỏi về vợ cũ, Tim cho hay, tôi không muốn nhắc đến Trương Quỳnh Anh vì không muốn chuyện cá nhân mình bị nhiều người chú ý. Hiện tại chúng tôi vẫn cùng nhau nuôi dạy con trai và sống đối xử văn minh với nhau. Tôi luôn dành cho con những khoảng thời gian rảnh rỗi để quan tâm đến con. Tôi cân bằng việc làm phim, đi hát và trông con vì có gia đình phụ giúp. Con trai tôi ý thức được việc của tôi nên bé không thắc mắc về chuyện ba cứ bận hoài. Đối với tôi, ngoài đi hát thì niềm đam mê là điện ảnh rất lớn, công việc chiếm trọn thời gian của tôi. Trong khi đó, Trương Quỳnh Anh cũng thẳng thắn khi trả lời về mối quan hệ với Tim sau chia tay. Cô nói, nếu bình thường thì cũng không hẳn đâu, nhưng điều gì liên quan đến con chúng tôi vẫn nói chuyện được. Tôi và ba Sushi chia nhau chăm sóc con, khi anh tham gia phim tôi sẽ không nhận phim, tôi tham gia phim anh đưa đón con. Còn những việc khác thì không, bởi mỗi người có cuộc sống riêng, tôi không xen vào và cũng không muốn quan tâm đến cuộc sống của anh ấy nữa. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Và nếu các bạn thấy hay, xin hãy nhấn nút subscribe and like và nhấn vào nút chuông thông báo để nhận được những kết quả, những tin tức mới nhất, hot nhất đến từ Tin Hot 24 giờ nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.